để làm sao nhãng một số du khách về các vấn đề lớn hơn như xích mích từ cuộc chiến thương mại, các cảnh báo du lịch và chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump. Các bạn của tôi đã nghe về Trump và các chính sách của ông ấy. Bạn biết đấy, mọi người nói chuyện với tôi về các thành phố che chở di dân. Liệu ông ta có xây tường chặn chúng tôi hay chuyển chúng tôi đến một thành phố nào đó? Mọi người quan tâm đến những chuyện đó. Theo Văn phòng Du lịch Lữ hành Quốc gia, sau hơn một thập kỷ tăng trưởng nhanh chóng, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Mỹ năm ngoái đã giảm gần 6%, xuống còn 2,9 triệu du khách. Vì khách Trung Quốc là một trong những nhóm khách quốc tế đến thăm Hoa Kỳ đông nhất, với mức chi tiêu lên đến hàng tỷ đô la, ngành công nghiệp khách sạn Mỹ đang làm mọi cách khiến họ cảm thấy được chào đón. Tập đoàn khách sạn Intercontinental có nhân viên nói tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông và cung cấp dịch vụ trà cho các phòng ngủ. Họ cũng phục vụ bữa sáng đặc biệt của người Hoa. Khi các quan chức du lịch ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, thấy các chuyến xe buýt chở khách Trung Quốc từ Chicago đến bảo tàng Harley-Davidson, họ dịch các tài liệu quảng cáo sang tiếng Hoa và thậm chí tham gia một triển lãm thương mại Bắc Kinh, nơi họ là thành phố duy nhất của Mỹ hiện diện. Tại San Francisco, chuỗi nhà hàng Simcoe đã thêm Alipay, một phương thức thanh toán di động phổ biến ở Trung Quốc, và thực đơn tiếng Hoa. Họ thích ăn theo phong cách gia đình, nên họ sẽ đặt những đĩa tôm hùm, cua, sò, nghêu lớn để ăn chung và thực sự có một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời. Trong khi thương mại Mỹ-Trung đang mắc kẹt trong một cuộc tranh cãi chính trị, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang làm tất cả những gì có thể để giữ cho lượng khách Trung Quốc ra vào.